Trong kinh Phật có nói sau này tất cả kinh điển của Phật, kinh điển của Phật là khủng khiếp lắm, Tam Đại Tạng Kinh là chứa ba bốn cái nhà kinh điển, cả mấy nghìn cuốn kinh chứa cũng không hết. Thì Phật nói sau này tất cả kinh của ta sẽ bằng đầu của cây kim, đầu của mũi kim ấy, là nhỏ xíu. Thì giờ đúng không? Đúng. Nó sẽ thâu vô hết tất cả, còn chip nhỏ xíu vậy nè. Rồi trong kinh Phật cũng có nói sẽ có một ngày tất cả kinh Lăng Nghiêm sẽ biến. Thì bây giờ mấy thầy trong chùa đậu thích đọc Lăng Nghiêm nữa, đúng không? Thì cũng đúng, Phật nói chúng. Rồi Phật còn nói nữa, sẽ có một ngày tất cả kinh điển của ta sẽ biến mất khỏi cái thế gian này. Thì khi mình nghe vậy á, trong kinh của Phật nói thì mình phải nghĩ vậy. Mấy em gài á, Trung Cộng như nghe đó, là cứ hăm he đòi bắn mấy vệ tinh của Mỹ. Thì khi vệ tinh của Mỹ mà bị bắn thì cả cái Bitcoin á, điện tử, tiền điện tử á, nó đâu có hiện lên, hiện màn hình đen thôi à, đâu có hiện ra tiền nữa. Có phải là mất hết không? Kinh Phật cũng mất hết không? Cho nên rất là nguy hiểm. Ai mua Bitcoin coi chừng. Hy vọng không có nha, mình nói thôi. Chứ thiên cơ mà 80-90% thôi, không bà con. Thì kinh Phật có nói sẽ có ngày kinh điển của ta sẽ biến khỏi cái thế gian này mất. Thì đó, chắc là vệ tinh nó bị bắn rớt hết. Bây giờ cười đâu sợ, sợ lỡ nữa. Nghe nó cười rồi, đến lúc này nó còn, quý vị nghĩ nó còn sợ gì nữa không? Cả nít phụ nữ mình coi trong truyền hình đó, là nó còn chối tay nó giết quá trời luôn, nó đâu có chừa trẻ em với nít đâu. Bắn mấy vệ tinh của Mỹ là chuyện nhỏ.